Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mấy cái chỗ này. Nó chỉ có cây như thế này thôi các bạn ạ. Nó có những cái cây to như thế này thôi. Thì cho nên nó mới không có sóc máy các bạn ạ. Này, cái mồi của mình thì mình chỉ đặt ở trong cái khe suối dưới này thôi các bạn ơi. Mình bán dưới này này. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã vào xem video ủng hộ mình nhé các bạn nhé. Thì nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ ủng hộ đăng ký kênh cho mình để theo dõi những video của mình nhé. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình lại đi xem cái mồi sóc của mình nhé. Mấy hôm trước thì mình đã cần cụ sán về đặt mồi trước rồi, thì chuyến này là mình đi xem có ăn không. Nếu mà con sóc nó ăn ấy, thì có khi là mình sẽ xử lý cho các bạn xem nhé. Vẫn tiếp tục chiết lá cú của mình này thôi. Mấy cái chỗ này thì nó không có nhiều sóc rồi các bạn ạ. Nó có ít thôi. Trước đây thì nó có nhiều sóc lắm. Mà do bây giờ là người ta tuần phát làm nương hết rồi. Và người trên vùng cao này thì nó hay săn bắn nhiều lắm các bạn ạ. Thì cho nên con sóc nó mới hết dần dần rồi. Còn một sóc của mình là mình đặt trên này nhé các bạn nhé. Bây giờ là phải đi xem của ăn. Úi, sao không ăn nhỉ các bạn nhỉ? Các bạn này, nó chỉ ăn như thế này thôi. Đấy, đây. Đây là cái răng của con sóc nhé các bạn nhé. Đây, răng của con sóc. Bây giờ là mình phải ngồi ngắm cái mục tiêu này xem. Cứ cho cái này là cái bia đấy các bạn ạ. Mình phải ngồi tệp bán cái bia này nhé. Bây giờ mình phải cắt lá về chê trên này để con này nó về nó đừng thấy mình nhé. Các bạn ơi, bây giờ là mình cắt lá chuối về chê mấy cái chỗ này hết rồi. Để cho mà cái bia mà mình chuẩn bị tớt bán này nó không thấy mình nhé các bạn nhé. Nhưng mà do là mình nhìn cái bia này thì mình cảm thấy là nó ăn hơi ít các bạn ạ. Có khi là nó không có nhiều con. Nếu có nhiều con thì chắc có khi là nó phải ăn hết à. Hai cụ sán này rồi. Đây các bạn ơi. Nếu con này ấy, nếu mà mình đi cái chỗ mà nó có nhiều con ấy thì được 4 5 6 ngày đấy thì nó cũng khá rất là ăn và ăn rất là nhiều đấy. Nhưng mà hai cục này thì mình đã đặt được khoảng gần một tuần rồi các bạn ạ. Nhưng mà vừa mới ăn thế này thôi. Thì mình nghĩ chắc là nó không có nhiều. Chắc nó cũng chỉ có một hai con hay là một con đấy thôi. Nếu mà có nhiều thì nó không ăn thế này đâu. Nhưng mà thôi, mình đã về đến đây rồi thì mình cứ tranh thủ ngồi đây ngắm tí xem có thấy không nhé các bạn nhé. Nếu thấy thì mình sẽ tập bắn lá cho các bạn xem nhé các bạn nhé.
Ủa các bạn ơi, mình đuổi về đến tận đây các bạn. Các bạn thấy cái máu dính kia chưa? Đây nhé, mình đã bán thêm một phát xuống đây rồi. Cái mùi của mình ở trên này nhé các bạn nhé. Mình bắn mình thấy nó nhảy xuống dưới này, thì mình phải tin cái chỗ này, thì mình lại thấy nó ở đây, thì nó sắc. Các bạn ạ, hình như là chúng nó không chết ấy. Cái máu nó dính đây nhé, thì mình thấy nó lên trên này, thì nó đơ đơ rồi, chúng nó đơ đơ rồi. Thì mình bắn thêm một phát nữa. Ui chán quá. Mình đang đi đuổi cho nên mình lấy camera trên đầu nó để trên kia rồi, mình không cần cái camera đuổi trên đầu đi. Ồ rồi, mình tưởng là sẽ không bắt được rồi, nhưng mà cuối cùng thì cũng lại được rồi. Ui trời ơi, em sốc. Mình nghĩ chắc là sẽ không được rồi. Con này cũng khá là to nha các bạn nhé. Bạn ơi, ở trong này thì bây giờ nó hơi tối rồi. Mình đã ngồi khá là lâu thì mình mới được bắn một phát các bạn ạ. Nó đây này các bạn ơi, nó về ăn cái chỗ này này các bạn ơi. Cái bia của mình tuyệt bán đêm nay là nó về ăn cái chỗ này nhá. Buổi chiều nay ấy, sau nó nhảy ngay trên này. Mình bán thịt này thì mình thấy nó chạy vòng vòng mấy cái chỗ này. Thì mình thấy nó chạy lên trên này nhá các bạn nhá. Nó chạy lên tận cái chỗ mà mình ngồi ấy, thì nó quay lại chạy sang dưới này rồi. Thì mình mới về tìm xem chỗ này có thấy nó ở đâu không. Thì mình mới đi vòng vòng thế này, đi xuống dưới này thì mình mới thấy ở dưới kia các bạn ạ. Thì mình mới bán thêm một phát dưới kia thì mới được con này. Các bạn ơi, camera bé của mình đây nhá. Cái này là mình đuổi trên đầu để quay lúc mà bán cho các bạn xem. Nhưng mà do là lúc mình chạy đi đuổi ấy, thì nó có cay nhiều quá. Đuổi cái mố này đi thì sẽ vướng, cho nên mình mới không đuổi đi. Thì mình mới không quay được cái camera này lúc bán ở dưới kia cho các bạn xem. Ồ, thì bây giờ lại đi về thôi các bạn ạ. Chuyến này chỉ có được en này thôi. Nếu được mỗi en này cũng khá là ok rồi các bạn ạ. Cất cái bi của mình đi. Được con này cũng là ok rồi.